hơn 2.000 hộ dân của xã Ninh Ích phải sống trong cảnh dùng tiền mua nước sinh hoạt nhưng lại nhận được nước bẩn như nước ruộng. Gia đình ông Nguyễn Hữu Lượng, 65 tuổi, ở thôn Ngọc Diêm đã sử dụng nguồn nước này từ hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, gần đây, hễ trời mưa là nước chảy ra từ vòi lại giống như nước ruộng. Ông Lượng kể những lúc như vậy, gia đình ông chỉ dùng nước này cho nhà vệ sinh, rửa chân hoặc tưới cây. Vì nhà có cháu nhỏ, nên nhà ông phải đi mua nguồn nước sạch khác để đảm bảo an toàn vệ sinh. Ông Lương Tùng Chi, ở thôn Tân Đảo, cho biết gần đây cứ mỗi lần xả nước ra đều không thể dùng được vì quá bẩn, ông phải đi mua những bình nước lọc từ nơi khác để dùng cho ăn uống. Còn trời mưa thì mang xô chậu, thùng phi ra ngoài trời hứng để tiện có nước sử dụng. Ông Phạm Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Ích cho biết nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của người dân xã Ninh Ích thuộc hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung, do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa khai thác và quản lý. Vào năm ngoái, xã đã có văn bản gửi đến Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa về việc khắc phục tình trạng nước nhiễm bẩn, phía công ty đã có những biện pháp khắc phục tạm thời. Tuy nhiên qua nhiều đợt mưa trong năm nay thì chất lượng nguồn nước vẫn không đảm bảo cho sinh hoạt của người dân. Trả lời về vấn đề người dân phản ánh, ông Võ Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cho hay nguồn nước nhiễm bẩn là do mưa kéo dài, gây sạt lở ở thượng nguồn nên nước thô chảy về có độ đục cao, chất lượng nước đầu ra có độ màu vượt chuẩn cho phép. Trước tình trạng trên, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cũng đã có khuyến cáo người dân không nên sử dụng nước này cho việc ăn uống vì mất vệ sinh. Đồng thời, công ty cũng đã có thông báo sẽ giảm 15% hóa đơn nước tháng 12 năm 2023 cho người dân.